Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Vũ Quang. Sáng ngày 5 tháng 11, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị để đánh giá, soát xét việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2018 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Các đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Nguyễn Đam Kỷ, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Nguyễn Thiểu Quang, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng chủ trì hội nghị. Trong 10 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban chấp hành huyện ủy và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nên tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn chuyển biến tích cực. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 12.000 tấn. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 19 tỷ 200 triệu đồng. Về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh trong tháng 10, công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành từ huyện đến cơ sở tiếp tục được duy trì, tăng cường, quyết liệt và triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực. Các xã đăng ký về đích năm 2018 đã tập trung chỉ đạo trong việc thực hiện khung kế hoạch, khối lượng các tiêu chí. Các xã Hương Thọ, Hương Quang, Hương Điền cơ bản đạt 14 trên 20 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại đạt từ 70 đến 95% khối lượng công việc. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, sôi nổi. Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được triển khai thường xuyên, tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Ban chấp hành Đảng bộ huyện quan tâm, tổ chức triển khai học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết các cấp cho cán bộ đảng viên, đẩy mạnh học tập đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên và công tác kiểm tra giám sát. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nêu rõ, 10 tháng đầu năm, toàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số mặt còn hạn chế, phê bình một số địa phương chưa vào cuộc quyết liệt nên một số chỉ tiêu đạt quá thấp. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới các địa phương cần bám sát các nhiệm vụ và giải pháp đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế, xây dựng kế hoạch cụ thể sát với từng ngành, lĩnh vực để triển khai thực hiện. Tiếp tục huy động tốt các nguồn lực phục vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các địa phương cần đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền để mọi người dân hiểu được việc xây dựng nông thôn mới là lấy sức dân để làm cho dân, không chạy theo thành tích, làm đến đâu chắc đến đó. Tập trung đẩy mạnh xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, đặc biệt là nguồn thu từ đất. Công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội phải được đảm bảo, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt nghị quyết 18-19 của Ban chấp hành Trung ương. Sáng ngày 6 tháng 11, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức hội nghị liên tịch để bàn một số nội dung chương trình chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa 4, nhiệm kỳ 2016-2021, nghe và cho ý kiến vào dự thảo các đề án trình tại kỳ họp. Đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện sẽ được tiến hành trong 2 ngày, khoảng giữa tháng 12 năm 2018, với các nội dung quan trọng như xem xét và cho ý kiến các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo, nghị quyết của Ủy ban nhân dân huyện, xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban của Hội đồng nhân dân huyện, xem xét báo cáo của các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân huyện bầu, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. Tại kỳ họp lần này cũng sẽ xem xét để ban hành 5 nghị quyết, gồm nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019, nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019, nghị quyết về đề án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở huyện Vũ Quang đến năm 2025 và những năm tiếp theo, nghị quyết về đề án sắp xếp tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của ngành y tế huyện Vũ Quang đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Nghị quyết về đề án xây dựng huyện Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019-2020. Tại hội nghị, trên cơ sở dự thảo kế hoạch kỳ họp, lãnh đạo các phòng, ban ngành đã tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung có liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách để Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định nội dung sẽ được đưa ra bàn bạc, thảo luận, quyết định tại kỳ họp cuối năm. Ngoài ra, các ý kiến cũng tham gia góp ý, trao đổi về dự thảo các đề án, thời gian tiếp xúc cử tri, công tác chuẩn bị cho nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, công tác chuẩn bị cho việc bỏ phiếu tín nhiệm, trả lời ý kiến cử tri và các nội dung quan trọng khác.
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện thống nhất nội dung chương trình kỳ họp, đồng thời đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và các phòng ban đơn vị chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung trình tại kỳ họp, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian và yêu cầu để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị hậu cần, chuẩn bị chu đáo, bỏ phiếu tín nhiệm và nâng cao chất lượng thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật huyện Vũ Quang vừa tổ chức đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2018-2023. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Trần Đức Huyên, trưởng ban tổ chức huyện ủy, Phan Thị Hồng Yến, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy và đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện. Trong nhiệm kỳ qua, phát huy vai trò là ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức huyện Vũ Quang, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật của huyện đã phát triển mạnh mẽ về tổ chức, số lượng và chất lượng ngày càng được nâng lên. Đến nay có trên 1.600 hội viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội của huyện. Hoạt động của các hội thành viên đa dạng, phong phú, có sự phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp hội trong công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, người lao động và ngày càng khẳng định được vai trò của Liên hiệp hội là tổ chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức khoa học ở địa phương. Hoạt động thông tin tuyên truyền, đào tạo, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh. Nhiều hội thi khoa học kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng được tổ chức đã khuyến khích và khơi dậy sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, nhiều tiến bộ khoa học, sáng kiến, giải pháp khoa học được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà. Bên cạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, Liên hiệp hội đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất một số chủ trương, chính sách với cấp ủy, chính quyền về các lĩnh vực khoa học có liên quan đến công tác xây dựng đảng, chính quyền, các đoàn thể, an ninh quốc phòng. Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, phát triển, nhiệm kỳ 2018-2023, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật huyện Vũ Quang tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, tiếp tục đẩy mạnh phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, tăng cường các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tham gia tích cực các hoạt động nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ, tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ. Đại hội đã bầu 17 thành viên vào Ban chấp hành Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật huyện Vũ Quang lần thứ tư, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Nguyễn Thái Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật huyện, nhiệm kỳ 2018-2023. Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2018, các thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư. Lãnh đạo tỉnh, huyện và các địa phương đã đến dự và chung vui với bà con nhân dân. Tới dự và chung vui với bà con nhân dân khu dân cư thôn 1 xã An Phú có các đồng chí Nguyễn Trí Lạc, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội, Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo xã An Phú. Thôn 1 xã An Phú có 111 hộ dân với 462 nhân khẩu, dân cư phân bố không đồng đều, chủ yếu dọc theo bờ sông và triền núi. Trong những năm qua, Ban Mặt trận thôn và các đoàn thể chính trị xã hội đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, hăng hái thi đua lao động sản xuất, đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ngày vì người nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống mọi mặt của nhân dân đã được nâng lên, kinh tế phát triển, văn hóa xã hội nhiều khởi sắc, an ninh quốc phòng đảm bảo. Đến thời điểm này, toàn thôn có gần 82% hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Có 4 hộ xây dựng vườn mẫu, 18 hộ chăn nuôi trâu bò từ 5 con trở lên, 12 hộ chăn nuôi gà quy mô trên 100 con, 15 hộ chăn nuôi ong từ 10 đàn trở lên. Có một tổ hợp tác trồng cây ăn quả có múi với 25 thành viên tham gia. Có 20 con em đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Đặc biệt trong năm 2018, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn thôn đã huy động được hàng chục triệu đồng, 700 ngày công làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, xây dựng bồn hoa cây cảnh trên trục đường trung tâm, mua sắm cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn.
về chung vui với bà con, thay mặt đoàn đại biểu tỉnh, huyện và địa phương, đồng chí Nguyễn Chí Lạc, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự đổi thay, những kết quả tốt đẹp của huyện Vũ Quang nói chung và khu dân cư thôn 1 xã An Phú nói riêng. Đồng chí cũng tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến và đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn, bộ mặt nông thôn và đời sống của người dân sẽ ngày càng đi lên, góp phần cùng xã An Phú xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất. Tại ngày hội, Ủy ban Nhân dân xã An Phú đã trao tặng giấy khen cho các gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục. Về dự và chung vui với bà con nhân dân thôn Đồn Thượng, xã Đức Liên, có các đồng chí Đặng Văn Tính, Phó trưởng ban nội chính tỉnh ủy, Nguyễn Thiểu Quang, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Phạm Ngọc Tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, cùng một số phòng ban ngành đoàn thể huyện và lãnh đạo xã. Thôn Đồn Thượng, xã Đức Liên có 101 hộ dân với 273 nhân khẩu. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và ban công tác mặt trận, cán bộ và nhân dân khu dân cư thôn Đồn Thượng luôn chấp hành nghiêm chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Đến nay tỷ lệ gia đình văn hóa trong thôn đạt 93%, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 30 đến 32 triệu đồng người trên năm. Thôn hiện đã hoàn thành 7 trên 10 tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết, đồng chí Nguyễn Thiểu Quang, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện bày tỏ vui mừng, đánh giá cao kết quả mà bà con nhân dân thôn Đồn Thượng đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế. Đồng chí mong muốn bà con nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng thành công khu dân cư kiểu mẫu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh. Tại ngày hội, thôn Đồn Thượng cũng đã biểu dương 11 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2018 và phát động các phong trào thi đua năm 2019. Về dự và chung vui với thôn Kim Thọ, xã Hương Quang, có các đồng chí Trần Ánh Dương, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú, Trần Bình Lâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Thượng tá Hoàng Thanh Huyền, Trưởng Công an huyện, các đồng chí trong tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách xã Hương Quang cùng các ban ngành cấp xã. Với 55 hộ, 170 nhân khẩu, những năm qua chi bộ Ban công tác Mặt trận thôn Kim Thọ đã tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhân dân đã hăng hái phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Đến nay trong thôn có 2 mô hình chăn nuôi lợn liên kết, 14 mô hình chăn nuôi bò, quy mô 3 đến 10 con, 17 mô hình trồng cây ăn quả có múi với diện tích 3 hectare trở lên. Thôn có trên 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, người dân trong thôn còn hiến đất, hiến cây, đóng góp ngày công, tiền của, xây dựng nông thôn mới, tự giác chỉnh trang nhà cửa, tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tại ngày hội, thôn Kim Thọ vui mừng, vinh dự được đón nhận danh hiệu thôn văn hóa năm 2018. Cũng tại buổi lễ, xã Hương Thọ đã trao giấy công nhận cho các gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa và gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2018. Đến dự tặng hoa chúc mừng và chung vui với bà con nhân dân thôn 8 xã Đức Bồng có đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đại diện một số phòng ban cấp huyện, lãnh đạo xã Đức Bồng. Thôn 8 Đức Bồng có diện tích tự nhiên 450 ha với 136 hộ trên 450 nhân khẩu. Cùng với chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt các phong trào của địa phương và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bà con nhân dân thôn 8 xã Đức Bồng đã khai thác và phát huy tốt tiềm năng lợi thế từ đất rừng và trồng được hàng trăm hecta cây ăn quả, trong đó có nhiều hộ trồng từ 1 đến 3 hecta. Gắn với trồng cây ăn quả, bà con còn tập trung chăn nuôi gia súc gia cầm với tổng đàn gần 6.000 con. Toàn thôn có tới 35 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cho thu nhập từ 100 đến 500 triệu đồng. Nhờ vậy mà tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, thu nhập bình quân đầu người và số hộ khá, giàu ngày càng cao. Thực hiện xây dựng nông thôn mới, thôn 8 đã huy động hàng ngàn ngày công, đóng góp hàng chục triệu đồng, hiến hàng ngàn mét vuông đất, mở rộng được 2 km, làm được 4,5 km đường giao thông, xây dựng nhiều bồn hoa trên các tuyến đường, xây dựng khuôn viên nhà văn hóa thôn khang trang sạch đẹp.
Con em được đầu tư học tập tốt. Năm qua, thôn có 8 em đậu vào các trường đại học cao đẳng, có 10 em học sinh giỏi huyện, giỏi tỉnh, 27 em học sinh tiên tiến. Tại ngày hội đại đoàn kết thôn 8 đã trao giấy khen của xã Đức Bồng cho các gia đình văn hóa giai đoạn 2016-2018, phát động phong trào thi đua, tổ chức ký kết thực hiện, đóng góp quỹ vì người nghèo và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, bữa cơm đoàn kết, qua đó đã tạo tinh thần vui vẻ, phấn khởi đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Vũ Quang. Chiều ngày 7 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị biểu dương các gia đình tiêu biểu trong thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình và trẻ em gái chăm ngoan học giỏi năm 2018. Tham dự có đại diện Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại hội nghị này, Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Quang đã biểu dương khen thưởng 16 gia đình sinh 2 con một bề là gái, không sinh thêm con thứ ba và 10 em gái có thành tích xuất sắc trong học tập. Đây là những đại diện tiêu biểu được lựa chọn từ nhiều cặp vợ chồng sinh con một bề là gái, không sinh con thứ ba và hàng trăm học sinh giỏi có thành tích xuất sắc trên địa bàn huyện. Tại đây, các chị cũng đã chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, nuôi dạy con, kinh nghiệm giữ gìn hạnh phúc và phát triển kinh tế để có điều kiện cho con học hành. Các em gái cũng đã tự tin chia sẻ kết quả học tập xuất sắc của mình với mong muốn các ông bố bà mẹ hãy dừng lại ở hai con, dù gái hay trai, để nuôi dạy các con trưởng thành, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Hội nghị là diễn đàn nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, thay đổi hành vi của người dân về giới tính, góp phần hạn chế việc lựa chọn giới tính thai nhi, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, đồng thời là dịp để các trẻ em gái, các bậc phụ huynh giao lưu, chia sẻ những phương pháp nâng cao hiệu quả học tập, nuôi dạy con ngoan, dừng lại hai con dù chỉ là gái để tạo điều kiện phát triển kinh tế. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã biểu dương ghi nhận và chúc mừng các gia đình sinh con một bề là gái và các cháu có thành tích cao trong học tập. Các gia đình cũng như các cháu gái đã nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của công tác kế hoạch hóa gia đình cũng như vai trò vị trí của nữ giới trong xã hội hiện đại. Qua đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về luật bình đẳng giới, từng bước giảm thiểu tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh và tránh những hậu quả do mất cân bằng giới tính. Sau một ngày đua tài, chiều ngày 8 tháng 11, đội tuyển xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang đã xuất sắc giành giải nhất hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh Hà Tĩnh năm 2018. Trong một ngày tranh tài sôi nổi, 13 đội thi đến từ các huyện, thị, thành phố đã trải qua 3 phần thi là tự giới thiệu, lý thuyết và phần thi tiểu phẩm. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các đội đã thực hiện tốt các phần thi, thể hiện sự am hiểu pháp luật và sự khéo léo trong việc hòa giải những mâu thuẫn tranh chấp thường diễn ra trong các gia đình ở các khu dân cư. Hội thi cũng là dịp để các đội thi giao lưu học hỏi kinh nghiệm, kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của công tác hòa giải cơ sở trong đời sống cộng đồng. Kết thúc hội thi, đội thi xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang đã xuất sắc giành giải nhất, giải nhì thuộc về hai đội xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ và thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê. Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các đội thi và trao các giải phụ khác. Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân, thời gian qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Vũ Quang đã khơi dậy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào, góp phần xây dựng thị trấn ngày càng phát triển. Trong nắng vàng cuối thu, bức tranh thị trấn Vũ Quang, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Vũ Quang càng hiện lên nhiều gam màu tươi mới. Đường giao thông đi lại thuận tiện, phương tiện tấp nập, nhiều nhà cao tầng đã mọc lên giữa phố núi. Tất cả đã thay thế cho sự nghèo nàn, lạc hậu buổi sơ khai. Thành quả đó chính là kết quả chung sức, đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân. Trong đó ghi dấu ấn đậm nét với vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở thị trấn Vũ Quang trong thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Là một trong những đơn vị thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, thời gian qua Tổ dân phố 2 thị trấn Vũ Quang đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo việc thực hiện các phong trào gắn với nhiệm vụ xây dựng đô thị văn minh do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn phát động. Bà con trong Tổ dân phố coi đây là nhiệm vụ then chốt và là nội dung trọng tâm để thực hiện hiệu quả phong trào. Như một thói quen, cứ mỗi buổi sáng thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần,
Sau khi sắp xếp công việc của gia đình, ông Lê Trọng An, tổ dân phố 2, thị trấn Vũ Quang lại mang dụng cụ, cuốc, xẻng ra nhà văn hóa tổ dân phố để cùng tham gia lao động với cán bộ và bà con nhân dân. Mặc dù công việc vất vả, nhưng ông An cũng như các hộ dân khác đều cảm thấy phấn khởi bởi đã được đóng góp một phần sức lực nhỏ bé để làm cho cảnh quan môi trường sạch đẹp hơn. Trên địa bàn tổ dân phố, những tuyến đường bê tông được mở rộng cùng bồn hoa, cây xanh thẳng tắp, nhà văn hóa thôn khang trang, đường điện thắp sáng đến từng ngõ xóm. Tình hình an ninh trật tự ổn định, bà con nhân dân đoàn kết, hăng say lao động. Thì gia đình chúng tôi chấp hành rất đầy đủ. Trước hết là về nhận thức, thì thấy được là cái việc làm là ít nước lời nhà, vừa là sạch làng, rồi là đẹp làng, cái đẹp cả là gia đình và bản thân. Cho nên là gia đình chúng tôi tham gia từ đầu đến cuối thì có lẽ cũng không sót buổi nào khi được tập thể huy động. Ban phát triển thôn là phân công cho từng đảng viên, từng đồng chí là cán bộ phụ trách về tận từng hộ gia đình để là đôn đốc họ là thực hiện chỉnh trang vườn hồ, cải tạo vườn tạp. Những hồ mà khó khăn quá thì đặc biệt khó khăn á, thì tổ dân phố cùng với tổ công tác đã là trực tiếp là kêu gọi cái nguồn hỗ trợ xã hội hóa để giúp họ là làm cái hàng rào cột bê tông giấy thép gai. Gắn với xây dựng đô thị văn minh, Mặt trận Tổ quốc thị trấn Vũ Quang đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận khéo trong vận động phát triển kinh tế. Các phong trào thi đua chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thi đua phát triển mô hình kinh tế trang trại, đoàn kết giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, xây dựng vườn mẫu, được Mặt trận Tổ quốc thị trấn phát động sâu rộng. Từ đó tạo bước chuyển tích cực về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng như lĩnh vực nông lâm nghiệp. Đến nay, trên địa bàn thị trấn đã thành lập 10 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã, 13 tổ hợp tác, có 338 hộ tiểu thương kinh doanh buôn bán. Toàn thị có 8 mô hình vườn mẫu cấp huyện, 15 vườn mẫu cấp thị, có 21 mô hình trồng cây ăn quả quy mô từ 300 gốc, cho thu nhập từ 200 triệu đồng trở lên. Qua phong trào thi đua đã nổi lên nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu, trong đó có mô hình kinh tế vườn mẫu của gia đình chị Lê Thị Hồng, tổ dân phố 6, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng, trở thành mô hình mẫu để các đoàn thể và bà con nhân dân gần xa đến tham quan, học tập. Với hơn 5 hectare đất vườn đồi rộng lớn, sau khi được Mặt trận Tổ quốc thị trấn và các tổ chức đoàn thể trực tiếp đến vận động, hướng dẫn xây dựng vườn mẫu, gia đình chị Hồng đã biết cách sắp xếp, bố trí nuôi trồng các loại cây con phù hợp. Nhà chị đã có một cái vườn, sau đó là ban Mặt trận tổ chức là về là làm vườn mẫu, đăng ký vườn mẫu gì cũng có đăng ký. Rồi là khi đầu thì cũng gặp nhiều khó khăn, sau đó thì các ban các ngành, bên các ban các ngành, bên Mặt trận là tổ chức rồi cùng giúp đỡ ủng hộ thêm các vai trò khác, rồi là hướng dẫn, rồi bay về rồi gia đình làm thì dư cũng tương đối ổn định. Hiện tại bây giờ là cả chanh cam, cả có quả, cả chưa có quả là cũng được hơn 1.000 cây. Tổng thu nhập trong vườn thì mỗi năm là được 200 triệu đồng. Để phong trào thi đua yêu nước thực sự có sức lan tỏa, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Vũ Quang đã phát động phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, đoàn kết sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, ngày vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tới các đơn vị, tổ dân phố và triển khai ký kết giao ước thi đua. Qua đó đưa phong trào đi vào nề nếp, mang lại nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân và các cấp, ngành, các doanh nghiệp tích cực tham gia. Nhiều nội dung của chương trình bước đầu đã đạt kết quả tốt, trong đó 6/6 tổ dân phố hoàn thành quy hoạch, đề án xây dựng đô thị thị trấn. Tuyên truyền, vận động gần 60 hộ dân hiến hàng trăm hecta đất, nhiều công trình phụ trợ và hàng ngàn cây cối các loại. Huy động được hơn 1,4 tỷ đồng để xây dựng khuôn viên nhà văn hóa, xây dựng gần 12.000 km đường điện chiếu sáng ở các tổ dân phố, 4,5 km đường bê tông và mương rãnh thoát nước. Cùng với đó, các hộ dân cũng đã tự chỉnh trang nhà ở,
công trình phụ trợ đảm bảo theo tiêu chí tổ dân phố văn minh. Mặt trận đã cụ thể hóa từng phần việc cụ thể, hàng tháng là phát động người dân là tham gia ngày chủ nhật xanh mỗi tháng 2 lần và phân công cụ thể cho từng tổ chức đoàn thể đảm nhiệm những cái việc cụ thể để rồi chúng tôi có cái đánh giá các kết quả hoạt động trong cuối kỳ. Với các cái hoạt động văn hóa xã hội thì thời gian qua thì trận chúng tôi rất quan tâm trong lĩnh vực này, coi đây là một trong những cái bên nổi của phong trào và thường xuyên tổ chức các cái hoạt động thể thao giao lưu vào những ngày lễ Tết. Những ngày đại đoàn kết thì đều có cái tổ chức các cái giải ở các cái tổ dân phố tạo khí thế sôi nổi. Đối với các cái hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách thì chúng tôi thường xuyên làm tốt công tác động viên, thăm hỏi. Cùng với thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với 5 nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phong trào thi đua yêu nước còn được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Vũ Quang phát động sâu rộng trên lĩnh vực văn hóa xã hội, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã đi vào chiều sâu, đạt kết quả thiết thực. Đến nay 100% các tổ dân phố có quy ước, 5/6 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa. Có 1.017 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo còn 10,41%, thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt 30,2 triệu đồng. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cũng đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng bằng nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực. Thông qua cuộc vận động ủng hộ quỹ với người nghèo và các cuộc vận động khác, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã huy động quyên góp được gần 160 triệu đồng giúp đỡ người nghèo và đồng bào bị thiên tai lũ lụt, nâng cấp làm mới 31 ngôi nhà đại đoàn kết với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho 545 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nên đến nay sau 2 năm triển khai xây dựng đô thị văn minh, thị trấn Vũ Quang đã hoàn thành 4/10 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại đạt từ 40-70% khối lượng công việc. Tổng nguồn vốn huy động hơn 26 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 3 tỷ đồng. Bộ mặt thị trấn ngày càng khang trang, hiện đại, với nhiều công trình hạ tầng nông thôn được xây mới, nâng cấp. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng tăng lên, vệ sinh môi trường chuyển biến tích cực. Trong thời gian qua, phải nói rằng cái phong trào thi đua yêu nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Vũ Quang đã có những nhiều bước nổi bật, đã triển khai các cái hoạt động từ như vậy là thôn xóm đến như vậy là các khu dân cư, đặc biệt là xây dựng như vậy là khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, rồi như vậy là xây dựng nhà văn hóa, rồi hiến đất, hiến cây, hiến kế, hiến công để xây dựng cái phong trào như vậy là thị trấn Vũ Quang ngày càng như vậy là vững mạnh. Phong trào phát triển kinh tế thì như vậy là tập trung mà xây dựng các cái mô hình trang trại, gia trại, đặc biệt là cái phong trào hoạt động thể dục thể thao ở thị trấn là một nơi là như tiêu biểu nhất của toàn huyện. Chúng tôi đánh giá rất cao về cái phong trào trong các cái phong trào của Mặt trận Tổ quốc từ huyện triển khai xuống cơ sở và đặc biệt là thị trấn và đánh giá cao nhất. Có thể khẳng định thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Vũ Quang đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đây chính là cơ sở để thị trấn Vũ Quang sớm hoàn thành các tiêu chí đô thị văn minh theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ đề ra. Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2018, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hướng tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc thị trấn Vũ Quang lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019-2024. Những ngày này, các khu dân cư trên địa bàn thị trấn Vũ Quang đã và đang tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Những ngày này, ở khắp các khu dân cư trên địa bàn thị trấn Vũ Quang, không khí chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết và Đại hội Mặt trận Tổ quốc thị trấn Vũ Quang diễn ra sôi nổi, hào hứng. Hầu hết các gia đình đều treo cờ Tổ quốc và đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường.
đường làng ngõ xóm, nhà văn hóa được vệ sinh sạch sẽ, càng tạo nên một không khí thi đua phấn khởi trong các khu dân cư. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị còn tổ chức các giải thi đấu thể thao, bóng đá, bóng chuyền, giao lưu văn hóa văn nghệ ở 6/6 tổ dân phố, thu hút sự tham gia thi đấu cổ vũ nhiệt tình của đông đảo nhân dân. Từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 11, các tổ dân phố sẽ đồng loạt tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2018 và phát động đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến năm 2019. Trong những năm qua, nhờ triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với các nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, nên hiện nay 100% tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Vũ Quang đã có quy ước, 5/6 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, có 1.017 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Kinh tế từng bước phát triển, các hoạt động văn hóa xã hội đã có nhiều khởi sắc, công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo còn 10,41%, thị trấn đã hoàn thành 4 trên 10 tiêu chí đô thị văn minh, các tiêu chí còn lại đạt từ 40 đến 70% khối lượng công việc. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nhân dân xã Sơn Thọ đang tập trung ra đồng, chăm sóc cho gần 20 hectare mía. Nhằm góp phần nâng cao thu nhập và bảo tồn nghề làm mật mía truyền thống, năm 2018, xã Sơn Thọ đã tuyên truyền vận động bà con nhân dân mở rộng diện tích trồng mía lên trên 18 hectare với gần 200 hộ trồng rải đều ở tất cả các thôn, tăng hơn 8 hectare và gần 100 hộ trồng so với năm 2017. Để khuyến khích bà con nhân dân sản xuất, xã Sơn Thọ cũng đã trích ngân sách hỗ trợ 300.000 đồng tiền giống trên một sào cho bà con, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật trồng chăm sóc mía. Nhờ đó đã có nhiều hộ dân phấn khởi tận dụng hết diện tích đất ruộng để trồng mía. Theo các hộ trồng mía, năm nay nhờ thời tiết thuận lợi nên cây mía sinh trưởng rất tốt, thân cao chắc, tỷ lệ đỗ ngã ít, dự kiến sẽ cho lượng mật nhiều hơn so với những năm trước. Hiện nay bà con nhân dân đang tập trung làm cỏ, bóc vỏ và xới sáo để chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch mía. Được biết, năm 2017, từ 10 hectare mía đã cho sản lượng mật đạt 80 tấn. Với giá bán mật mía thành phẩm 30-35 ngàn đồng trên 1 kg, đã đưa lại nguồn thu cho bà con nhân dân xã Sơn Thọ trên 2 tỷ đồng. Trong đó có nhiều hộ thu nhập gần 50 triệu đồng trên một vụ. Công đoàn cơ quan Ủy ban Nhân dân thị trấn Vũ Quang vừa tổ chức ra quân giúp nhân dân tổ dân phố 2 thực hiện các phần việc, góp phần hoàn thành các tiêu chí tổ dân phố văn minh. Mặc dù thời tiết khá nắng nóng, nhưng trong thời gian một ngày, hơn 30 đoàn viên công đoàn cơ quan Ủy ban Nhân dân thị trấn đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh trên trục đường trung tâm của tổ dân phố 2, sủi cỏ, tỉa phát cây cối khuôn viên nhà văn hóa, nhằm tăng thêm vẻ đẹp cảnh quan môi trường đô thị. Để đợt huy động ra quân đạt hiệu quả, Ban chấp hành công đoàn cơ quan thị trấn đã phân bố cán bộ đoàn viên thành từng tổ nhóm, phối hợp với nhân dân tổ dân phố 2 triển khai thực hiện trên từng công việc cụ thể. Được biết, năm 2018, tổ dân phố 2 được thị trấn lựa chọn để xây dựng tổ dân phố văn minh. Trong thời gian qua, tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của công đoàn Ủy ban Nhân dân thị trấn và các đơn vị đỡ đầu, định kỳ mỗi tháng 2 lần vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, Ban phát triển tổ dân phố 2 đã huy động toàn thể bà con nhân dân tổ chức ra quân giúp các hộ dân chỉnh trang nhà ở dân cư, trồng hàng rào xanh, xây dựng vườn mẫu, dọn vệ sinh môi trường, phát quang đường giao thông, xây dựng tuyến đường tự quản, xây dựng bồn hoa tại nhà văn hóa. Nhờ sự vào cuộc của công đoàn cơ quan Ủy ban Nhân dân thị trấn và các đơn vị đỡ đầu, nên đến nay tổ dân phố 2 đã hoàn thành 80% các tiêu chí tổ dân phố văn minh. Hiện đang gấp rút hoàn thiện các tiêu chí còn lại để tiến tới xây dựng thành công tổ dân phố văn minh theo kế hoạch đã đề ra. Thông tin cuối, xác định công tác chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe nhân dân ngay tại tuyến cơ sở là một nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, Trạm Y tế xã Hương Thọ đã làm tốt công tác khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân, đồng thời thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Là xã duy nhất trên địa bàn huyện Vũ Quang được dự án hạm đội Hoa Kỳ tài trợ, Trạm Y tế xã Hương Thọ là trạm có cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại bậc nhất, không chỉ của huyện miền núi Vũ Quang mà còn của cả tỉnh. Cùng với đó, trạm được Sở Y tế đầu tư đầy đủ hệ thống trang thiết bị y tế như máy siêu âm mini, máy đo đường huyết áp, máy test đường huyết, công nghệ thông tin kết nối với hệ thống y tế tuyến trên. Trạm có đội ngũ cán bộ gồm 5 người, trong đó có một bác sĩ biết sử dụng thành thạo các trang thiết bị, nhân viên tận tình, niềm nở, chu đáo. Để làm tốt công tác y tế tại địa phương, hàng năm trạm đã lập kế hoạch cụ thể, bám sát tình hình của người dân, thường xuyên tổ chức các buổi truyền thông giáo dục về sức khỏe, tư vấn các vấn đề sức khỏe, bảo hiểm y tế.
Cùng với đó, cử cán bộ xuống tận địa bàn dân cư để tiếp xúc, trao đổi, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, khử khuẩn, nguồn nước. Hàng tuần, hàng tháng theo dõi tuyên truyền vận động bà con đến trạm để được khám cấp thuốc, điều trị. Hiện nay, trung bình mỗi ngày trạm đón từ 15 đến 20 bệnh nhân, trong đó điều trị ở nội trú chiếm 50%. Bên cạnh làm tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, trạm y tế xã Hương Thọ cũng đã triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, như tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em, phòng chống một số bệnh, dịch nguy hiểm khác. Và tới đây đã khép lại chương trình truyền hình tuần này của Đài Vũ Quang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành nhiều thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.